từng là nơi neo đậu tránh trú thiên tai an toàn cho tàu cá sau những chuyến vươn khơi bám biển. Tuy nhiên, những năm gần đây, khu neo đậu tàu thuyền Sa Huỳnh thuộc phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ bị nhích nhác, mất an toàn bởi hàng chục xác tàu đắm nằm ngổn ngang. Thực trạng này đã xảy ra nhiều năm nay, song đến nay, công tác xử lý của chính quyền và cơ quan chức năng vẫn chưa mang lại hiệu quả. Những chiếc tàu cá này từng có giá trị lên tới hàng tỷ đồng, là phương tiện làm giàu của ngư dân địa phương. Nhưng do làm ăn thua lỗ, tai nạn nên ngư dân đưa về bến thanh lý máy móc và bỏ lại vỏ tàu. Không người trông coi, tháo dỡ, xác tàu chìm đắm bị phân hủy và trở thành nơi chứa rác gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn hiểm họa cho phương tiện ra vào. Tới gió bão mà không có mấy cái chiếc hư này á, thì các cái chiếc ghe mà nhỏ nhỏ á, người ta đưa vô sát bờ, người ta đậu thì nó rất là dễ, an toàn. Nhưng mà có mấy cái chiếc này mình đậu giờ cái lửa nó giạt ra, đó là trúng cái là hư hẳn của mình. Dọn đó thì là an toàn hơn nhiều, khi gió bão, cái nước nó lớn mình không thấy được, mình chạy ghe lạ, đồ nhiều khi mình quên, mình chạy vô mình vẫn mang nó vậy, nó cũng nguy hiểm nữa. Nhiều năm qua, một phần khu neo đậu tàu thuyền của cảng cá Sa Huỳnh trở thành nơi chứa hơn 20 xác tàu bị hư hỏng của ngư dân địa phương. Trong lúc những tàu này chưa được tháo dỡ thì số tàu hư hỏng, chìm đắm lại tăng lên. Mặc dù địa phương đã đề nghị chủ sở hữu trục vớt, đưa lên bờ tiêu hủy, tuy nhiên việc triển khai thực hiện gặp khó khăn vì chủ tàu không đủ khả năng xử lý tài sản hư hỏng của mình. Hiện nay đang triển khai cái dự án về nạo vét và thông luồng cái cửa biển Sa Huỳnh. Do đó mà có cái xác tàu này sẽ được xử lý trong quá trình triển khai thực hiện cái dự án này. Khu neo đậu Sa Huỳnh có hàng nghìn phương tiện của ngư dân phường Phổ Thạnh và các vùng lân cận ra vào lưu trú. Sự tồn tại của xác tàu đắm không chỉ gây ô nhiễm môi trường, nhếch nhác cảnh quan mà còn là vật cản gây hiểm họa cho tàu thuyền của ngư dân địa phương trong mùa mưa bão.